Ẩn sum any nha. Nhắc lại một chút. Với ẩn nó sẽ cộng với gì? Danh từ đếm được số gì? Số ít. Dịch là gì đấy? Một. Nhớ chưa? Dịch tức là một. Nhưng mà con nhớ cho cô cái ẩn nó cộng với gì? Ẩn nó cộng với gì? Năm nguyên âm. Uể, oải. Ví dụ như là ẩn apple, ẩn orange. Ok chưa? Nhưng mà đối với sum any thì sao? Sum any thì nó lại cộng với gì? Danh từ đếm được số nhiều. Tức là khi số ít thì mình xài ẩn, mà số nhiều mình lại xài sum any. Nhớ chưa? Đếm được số nhiều. Còn và nó cộng với cả danh từ không đếm được là u á. Nhớ chưa? U ấy, mình hay ký chuyện bên trên là u á. Nhưng mà phân biệt như thế này này. Sum thì sử dụng trong câu gì? Sum là sử dụng trong câu khẳng định, lời mời, đề nghị. Như thế nào là câu đề nghị? Sao nó to vậy ta? Như thế nào gọi là câu đề nghị? Good gì? Would you like? Cho nhỏ lại. Would you like? Would you like? Rồi gì nữa? Rồi can I have? Rồi là câu đề nghị. Rồi còn any sử dụng trong câu gì? Any là sử dụng trong câu phủ định nghi vấn. À, phủ định. Phủ định là có gì? Còn nó? Và câu nghi vấn nó có dấu gì? Có chấm hỏi. Rồi vào đây. Have you got gì? Bây giờ nhé. Thứ nhất, khoai tây số nhiều. Ok, không thể xài ơn được. Và đây là câu hỏi, cho nên xài any. Câu 2, bánh mì. Không đếm được là không xài ơn rồi. Và đây câu khẳng định, xài sum này. Ở đây, một miếng format. Bởi vì format là format không đếm được, nhưng mà khi mà bỏ cái miếng vào là đếm được, bỏ ơ vào. Ok. Câu số 3. Bánh mì sandwich mà thịt, nhân thịt nha. Nếu mà nói bánh mì sandwich, nếu mà nói thịt không là không đếm được, nhưng mà có sandwich vào là đếm được, là xài ở một cái. Và nước cam ép là không đếm được, xài sum. Rồi, số bài này, ngũ cốc. Số nhiều, số cốc ngũ cốc là không đếm được rồi, sum. Sữa không đếm được rồi, any, bởi vì có isn't. Would you like là câu đề nghị, lời mời đề nghị rồi, sum. Bia là không đếm được, xài sum. Rồi, một chai nước ngọt. Nước ngọt không đếm được, nhưng mà chai lại đếm được. Sửa chưa? Cơm, gạo không đếm được. Cho nên any, bởi vì đây là câu nghi vấn. Rồi, tiếp theo any luôn, bởi vì đây câu phủ định. Còn bên này noodle là không đếm được, phải sum, bởi vì đây câu khẳng định. Rồi, câu tiếp theo, chuối số nhiều không xài ẩn, có câu phủ định, phải any. Táo có một quả thôi, đếm được, phải nho, số nhiều, xài sum, là đúng chưa? Rồi, jam là mứt không đếm được, sai hả? Jam là mứt không đếm được, xài sum. Butter không đếm được, xài sum. Tiếp theo, xích triệt là số nhiều, mặc dù xúc xích đếm được nhưng đây là số nhiều rồi. Can I have sum? Ok chưa? Omelet là xài ẩn omelet. Ok chưa? Tiếp theo, bánh quy đếm được, xài gì? Bánh quy đến được xài và cup of tea là luôn. Xong bài ẩn sum any nha. Xong bài ẩn sum any xong rồi đó.